Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang địa chỉ là 180 đến đây là video chia sẻ ra như hai ông không có
để gì ra nghe con nghe. Bỏ vô cái này giặt con nè. Giặt bỏ vô cái này là một viên đúng không? Thử này đi, một bò mua một lạng nữa để vô bánh mì đúng không chị? Đúng rồi. Ổi mì chắc còn đo chị luôn. Rồi, tổng cộng là nửa ký 160 gì, ổi này là cho em 3.000 nữa đi chị, 163.000 cho em thì chị gái. Bánh mì thổ đây em ơi. Dạ em nghe. Cái này chia đôi đúng không chị gái? Đúng rồi, bỏ ớt vô chị. Dạ. 163 nè em ơi. Dạ chị đưa cái đồ gói cho em nghe, hôm nay em đang bận rồi. Sao không bỏ ra? À, của chị cho chị dưa leo đem về đi. Dạ, ở đây em chỉ có cho nước chấm thôi, còn dưa leo là em chỉ làm bánh mì đó chị gái ha. Em bán không có cho dưa. Lấy xong rồi. Ủa, 15 đó, ai 15 đó. Đây, có em này là 6 ổ, 2 ổ cay, 2 ổ không cay, 4 ổ cay. Nhiêu khổ chị? Dạ 15 anh ơi. Hai ổ không cay đúng không? Bốn ổ cay đúng không? Dạ. Đâu có ai ăn
ăn ớt kêu em mới bỏ nha chị gái, mới bóp làm sao chị ăn ớt chị kêu em, còn không ăn ớt thì đừng kêu, tại vì ở đây em làm một ớt. Rồi cái này là 2,5 kg rồi xong rồi. Cầm tiền anh, cầm tiền á chú. À lấy hàng. Chú có chặt ra để nguyên. Chặt chặt. Nó đưa con thủy, nó đưa ai? Chú đợi con chút. Đi mua đồ cúng. Nãy giờ tưởng anh ba tốt bụng ra phụ hai chị em bên này. Mua đồ cúng tại nó chưa dọn. Bởi vậy bán anh ba hai ổ mì 100 ngàn vậy là quá rẻ rồi. Dạ 100 ngàn, 100 ngàn ba lạng hơn đó. Dưới này dọn. Con muối gì con? Dạ, bà tẩy hả? Đứng đó, tao nhấp chặt tim. Đứng, đừng mạnh đầu, tôi nhấp chặt tim. Đứng yên đó cho con, đứng cứng rồi đó cho con. Giấu rồi. Má nói tao làm dấu gì nè. Này, lỡ đây thì cứ đứng cứng rồi đó cho con. Con nhìn gì là con hiểu rồi phải không? Chúng mình thẳng lên, chúng mình dễ thẳng lên. Đây. Ăn ớt đi, một cho mình thêm ớt. Hai ổ bánh mì luôn. À, uống đi anh, cái phần hàng uống đi em. Khổ quá, má cái nó dễ cảm á. Uống là dễ cảm không? Có, dễ cảm. Em nói thiệt mà. Cũng dễ cảm, dễ khác. Hai ổ rồi, dạ em nghe. Phải có một vị khách đặc biệt chỉ cần đến là bà con nhìn là biết rồi các bạn. Không cần lên tiếng. Cô đó cũng chủ động biết luôn. Cầm tiền qua quá là hiểu rồi đó. Việc đứng cứng rồi đó. Nói năng gì đứng cứng rồi đó chị. Ba mươi chị ơi. Thôi mình tạm đặt là thằng may mắn im lặng. À, bước bên chị Thu á, là 1,950.
trăm rau ớt mà ổ 20 cho khách luôn. Mấy ổ cô? Một ổ bánh mì 15 ngàn thôi em cô. Không thối luôn chị Tâm à. Đây, cách tới luôn. Em trăm ba nha, uống lạc hơn. Dạ,
không lấy được số. Vậy ổ 20 đó không chị? À đúng rồi. Bình thường, bình thường. Nhà này bằng chuyện này nó quá bình thường. 2-5 ngày chị có chặt không chị gái? Trong bụng cho hai chị em có thêm đồng đội được điều lên rồi. Ai về tốn hai ổ bánh mì quê quá quê tốn thêm hai ổ bánh mì. Ổ 20 không dưa leo không ngọt. Đây bánh bao 20k một dĩ nha các bạn. Chạy ngang nó thấy mỗi người cầm cái điện thoại. Đây đó, đây đó, đây đó. Ủa vậy à? Đó.
Ừ. Mạnh nay thấy bấm luôn hả? Ờ, mạnh nay đúng không? Không dưa, tóc dưa không ngọt. Không dưa không ngọt. Còn mình sáng là coi như là đánh trống chị nội. Không có thời gian uống nước luôn hả? Nghe luôn. Chị nội gọi mà không biết nghe luôn. Thật sự ai mà gọi em á, nhiều khi mẹ nói tại đi nổi gì mà gọi nó không được gì. Con không nghe, đâu có nghe. Nghe mà không có thời gian bóc á. Không phải nghe là sẽ bóc nhưng mà không có nghe. Vừa chặt thịt rồi cầm dao lo tập trung nghe khách dặn cái gì nữa. Đúng rồi. Hai ổ không trang. Hai ổ không trang cho chú luôn. Thức gì chưa hả? Xong rồi cái hỏi Mr. Bà Tâm nói anh làm cho em cái ly giống một sáng á, the giống một sáng. Một sáng là cánh nào? Cái nói gì cái hồi sáng anh làm sao thì giờ anh làm cái gì? Là cánh nào? Dưới nước gì luôn á? Không nói là nước gì? Không làm vậy đó. Là cánh nào? Không làm mà không biết nữa ông nội. Trời ơi. Nước giống như là bán cho có này vậy. Bán gì đam mê hay gì vậy? Bán gì đam mê? Tao không uống rồi, sao nó ế quá. Ờ, còn có điện thoại không mà. Còn tao uống rồi. Bán lỗ 20. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh. Rồi, bye bye các bạn.